cư dân mạng không khỏi thích thú trước những món quà mà Hanbin nhận được từ người hâm mộ. Hanbin Ngô Ngọc Hưng không còn là cái tên xa lạ gì với cộng đồng fan K-pop tại Việt Nam. Nam idol đã có một màn debut xuất sắc với tư cách thành viên nhóm nhạc Tempest dưới trướng Junhua Entertainment. Bên cạnh các hoạt động quảng bá trên các kênh truyền hình lớn tại Hàn, Hanbin cùng với các thành viên trong nhóm còn tích cực tham gia các hoạt động như fansite, radio. Tại đây, chàng trai quê Yên Bái còn tích cực thể hiện tình yêu quê hương khi dạy fan nói tiếng Việt, hát bài hát tuổi thơ của trẻ con Việt Nam là một con vịt tại MBC Radio hay gửi lời nhắn yêu thương bằng tiếng mẹ đẻ tại EBS FM. Không dừng lại ở đó, Hanbin tiếp tục khiến fan K-pop Việt Nam nở mày nở mặt khi giới thiệu thức uống trữ danh Việt Nam cà phê cho MC chương trình là hai tiền bối IM và Gi-hun Monster tại Midnight Radio. Sau hàng loạt những màn giới thiệu văn hóa Việt Nam khiến người hâm mộ nước nhà nức lòng, từ quán cà phê đến bài hát tuổi thơ một con vịt, thì sản phẩm tiếp theo được Hanbin quảng bá chính là đôi dép tổ ong huyền thoại. Hồi tháng 9 năm 2021, team nuôi heo Vị Binh, tên một fanpage của Hanbin, đã gửi bánh trung thu Việt Nam tới công ty Junhua để tặng Hanbin, các thành viên Tempest và staff công ty. Ngoài ra, team này còn đặc biệt gửi thêm 7 đôi dép tổ ong màu xanh nõn chuối cho cả 7 thành viên trong nhóm. Nhân dịp có cơ hội được gặp Hanbin qua fansite online, một fan đã lân la hỏi han về mấy đôi dép này và nhận được câu trả lời ngoài mong đợi. Không chỉ có nhận được quà fan gửi mà Hanbin còn cực kỳ yêu thích món quà quê hương này và tích cực đem ra sử dụng. Anh chàng hé lộ 7 đôi dép được để sẵn ở phòng tập để mỗi lần Tempest tập luyện xong đau chân thì sẽ đi, hữu dụng lắm luôn. Quả nhiên là đôi dép quốc dân của người Việt, riêng về độ êm chân và thoải mái thì khỏi phải bàn. Hanbin còn nhận lời sẽ cùng các thành viên chụp ảnh với những đôi dép nổi bần bật này. Fan nghe đã thấy hân hoan rồi, nhưng tưởng tượng có cảnh đấy thật thì coi bộ cũng hài hước không kém đâu. Trước khi trở thành idol K-pop, Hanbin được biết đến nhiều hơn với danh xưng Hưng Bin, là sinh viên trường chuyên ngành marketing thuộc khoa quốc tế tại Đại học Thương mại Hà Nội. Anh chàng sinh năm 1998, quê tại Yên Bái, vốn có niềm đam mê nhảy từ bé. Năm 2016, Hanbin cùng các bạn học thành lập nhóm nhảy CAC chuyên cover vũ đạo các ca khúc K-pop và dần gây được tiếng tăm với các đồng âm tại Việt Nam. Nhóm nhảy của Hanbin thường biểu diễn trên phố đi bộ Hoàng Kiếm vào dịp cuối tuần. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, Hanbin khiến Vnet xôn xao khi bất ngờ lộ diện trong top 20 thực tập sinh của show thực tế Island do Hebe hợp tác với Mnet tổ chức. Với kinh nghiệm vũ đạo dồi dào cùng ưu thế ngoại hình, anh sớm nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Tuy nhiên, trước những đối thủ đáng gờm, anh đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ khi là người đầu tiên bước vào vòng nguy hiểm và phải thực tập hoàn toàn tại phòng tập. Song với bản lĩnh, sự cố gắng và tinh thần nghiêm túc khám phá bản thân, Hanbin thử sức với vai trò hát chính trong những màn biểu diễn tiếp theo tại show Sống Còn và có bước tiến bộ vượt bậc. Đại diện Việt Nam vượt qua vòng 2 trong top 12 và sau đó dần bứt phá lên vị trí số 4, trở thành một trong những thực tập sinh dẫn đầu show Island. Kết quả chung cuộc, Hanbin đành dừng chân ở vị trí thứ 10, vượt mất cơ hội được debut cùng các thực tập sinh top đầu trong nhóm nhạc ENHYPEN. Dù vậy, đây là một dấu mốc quan trọng vừa giúp chứng minh được khả năng của bản thân vừa mang lại lượng người hâm mộ đông đảo cho anh chàng. Dừng chân tại Island, Hanbin tiếp tục con đường làm thực tập sinh dưới trướng của Delip Lab trực thuộc Hebe. Sau một thời gian thực tập ở Belip Lab, nam idol người Việt quyết định chuyển sang Junhua Entertainment. Lúc bấy giờ, người hâm mộ mong đợi anh sẽ sớm debut cùng đội hình với An Hyo-sup và Lee Eun-won, hai quân bài mạnh bước ra từ show Produce 101 mùa 2 đang được Junhua ấp ủ. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, sau 7 tháng trải nhánh sang Junhua, Hanbin đã chính thức được công bố sẽ góp mặt trong đội hình Tempest. Từ cậu trai đáng yêu thường tự thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình trên phố đi bộ, Hanbin từng bước lột xác và giờ đây đã chạm tay được với ước mơ trở thành idol K-pop.